Toàn Audio Nam Định xin chào toàn thể anh em audio trên toàn quốc. Mình đang test cho anh em tham khảo cặp loa rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đây là cặp loa Pioneer CS9900. Với phân khúc loa bass 40 thì model CS9900 là một trong những model nổi bật nhất của hãng Pioneer, và đặc biệt rằng được sản xuất riêng biệt cho thị trường của Mỹ, nên là chất âm của nó sẽ thoát tiếng, nghe nó bay tiếng tổng thể cả ba giải so với những dòng loa được sản xuất riêng biệt cho thị trường nội địa của Nhật Bản. Mời anh em cùng tham khảo qua cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay cặp Pioneer CS9900 và con âm ly Marang 1122 rất là nổi tiếng chạy sò sắt Marang. Mời anh em cùng theo dõi chi tiết. Với cấu hình được trang bị thùng vân gỗ, và khi được vệ sinh sạch một chút thì anh em thấy rằng nó bóng như soi gương về phần mặt trên. Tất cả các tuyến loa cho tới các góc cạnh trên thùng loa nó còn rất mới với cặp CS9900. Phía sau lưng của nó cũng còn mới y như là mặt trước và còn nguyên cả tem cờ. Anh em quan sát từng chút nhỏ nhất trên cặp loa còn đẹp xuất sắc. Và phần phối ghép, tôi đang phối ghép cùng con âm ly Marang 1122 rất là nổi tiếng, với 3 cần chỉnh, check, trung âm và bass, các chế độ hỗ trợ cho âm thanh rất là tuyệt vời. Những con âm ly này thì nó đã rất là nổi tiếng rồi và nó trị được nhiều những cặp loa lớn khó tính trên thị trường. Anh em thấy rằng với cặp loa Pioneer CS9900 được trang bị chiều cao lên tới 82cm và có chiều ngang 46cm và rất là nặng, tới trên 50kg cho cặp loa khủng long này. Và với phần trang bị mặt trước, chúng ta thấy rằng nó được thiết kế 3 loa, gồm có một súp bát đường kính của nó là 40, màng sóng gân, và sở hữu gân của nó là gân vải phom cong tẩm dầu rất mềm. Tất cả các chi tiết nhỏ nhất của loa nó còn rất mới, anh em quan sát chi tiết. Bộ kiềng loa của nó còn trắng bóc, hoàn toàn không có bị ố theo thời gian và không có bị han gì. Với cấu hình thùng cao 82 ngang 46 và súp bát 40, lỗ hơi thở về mặt trước, thì uy lực bát của CS9900 mang lại cho chúng ta với những cái tiếng bát thể hiện cho những căn phòng hàng trăm mét vuông mà nó thể hiện xuống sâu y như là tiếng sấm. Phần bên trên của CS9900 được trang bị một trung âm với đường kính tổng lên tới 18cm và nòng loa là 16. Anh em thấy rằng nó vẫn trang bị màng gân vải tẩm dầu rất mềm, và đồng thời nhìn nó gầm gừ rất là đẹp với phần trang trí của cặp CS9900. Đặc biệt nữa, phần trên cùng nó được trang bị một quả siêu check với làn chớp điều hướng. Anh em thấy rằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 làn sóng sẽ chia cái âm check này đi xen theo rất là nhiều hướng và không mang lại cho chúng ta cái cảm giác bị chói gắt, mà anh em chỉ cảm nhận thấy rằng những cái tiếng này tách tách trên đôi siêu check của cặp CS9900 này rất là tuyệt vời. Và phần cuối cùng là phần thông tin. Chúng ta quan sát ở đây thì cặp CS9900 được sản xuất từ Made in Japan và sản xuất theo đơn đặt hàng của USA của Mỹ. Có công suất trung bình cho một loa là 150W và cả cặp lên tới 300W và có độ nhạy cao tới 98 dB. Anh em quan sát kỹ chưa? Rất là giá trị. Bởi vậy tôi mới lưu ý anh em rằng chất âm của những dòng loa này thì nó sẽ khác biệt với những dòng loa sản xuất tại thị trường nội địa của Nhật. Tiếng của nó rất là bay tiếng, thoát tiếng và đồng thời rất là uy lực. Với cấu hình to lớn cũng như phân khúc tiền tầm trung của cặp Pioneer CS9900 còn mới tới 90%, như chúng ta theo dõi chi tiết và phần tôi vừa giới thiệu, anh em thấy rằng đây là một trong những cái cặp loa ở ngưỡng chưa tới 20 triệu đồng, nhưng mà đồng thời nó sở hữu cấu hình rất là khủng, có thể khiến cho những căn phòng tới hàng trăm mét vuông mà thể hiện tiếng bass y như là tiếng sấm. Với chất âm, nó có thể chơi được thập cẩm các dòng nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero cho tới nhạc trẻ và nhạc remix, nó thể hiện đều rất là xuất sắc. Và với sự thể hiện ngọt ngào, êm dịu mà khiến cho chúng ta đôi khi cảm giác thấy rằng tê tái nòng với sự thể hiện của cặp loa Pioneer rất là nổi tiếng đến từ xứ sở hoa anh đào này. Bây giờ tôi lại mời cùng anh em tham khảo nghe tiếp một vài đoạn nhạc với tiết tấu nhanh hơn và mạnh hơn để anh em lại thấy được sự thể hiện rất là uy lực của cặp loa này. Và với kênh YouTube của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định, tôi cũng mới làm và cũng đang là phát triển rất là
Mong sự quan tâm và ủng hộ đăng ký kênh, nhấn theo dõi cũng như là chia sẻ này của anh em Outdoor trên toàn cầu để mỗi ngày kênh của tôi một phát triển hơn. Và tôi sẽ mang lại cho anh em tất cả những cái tuyệt phẩm loa đến từ khắp các quốc gia trên thế giới, ví dụ như là AR, Pioneer, Boss, rồi ADS, rồi rất là nhiều những dòng loa khác mà chúng ta thấy rằng ở quanh quanh vị trí đây khá là nhiều, 4 cho tới 50 cặp loa sẽ cập nhật liên tục cho anh em cùng theo dõi trong một số cái đoạn clip tiếp theo. Bây giờ mời anh em cùng quay trở lại với chủ đề chính, chúng ta lại tập trung vào thưởng thức chất âm rất là mạnh mẽ của cặp loa Pioneer CS9009 đến từ Japan, cũng được ví như là gã thần sấm mà mang lại cho chúng ta cảm giác nghe nhạc rất tuyệt vời với các dòng nhạc. Anh em nào có tai nghe thì có thể chúng ta mang cái tai phone vào và anh em sẽ thấy được sự thể hiện chi tiết hơn với cặp loa Pioneer CS9009 này. Nó thể hiện rất là mạnh mẽ về tiếng bass cũng như là trung âm và giải chép, nó thể hiện cũng vẫn rất là tuyệt vời. Với chất âm mà tôi có thể nói với anh em rằng nó thể hiện cho khiến cho những căn phòng tới hàng trăm mét vuông rung động rất là mạnh, và đồng thời phần trung âm cũng như là giải chép nó thể hiện rất là xuất sắc. Mời anh em cùng nghe. Theo gió bay vương vấn đâu đây, điều buồn nhung nhớ răng đầy, nắng đã nhạt vai trên con đường nghiêng bóng dài, em mãi yêu anh trong kỷ niệm. Có những
qua một chút nhạc tiết tấu nhanh, anh em thấy rằng sự thể hiện của cặp loa Pioneer nổi tiếng CS9900 được sản xuất riêng cho thị trường của Mỹ, nó thể hiện rất là uy lực và cũng rất là ngọt ngào. Với bản nhạc thông thường mà tôi mở từ TV xuống, như bất kỳ anh em nào cũng có chất lượng âm thanh này để nghe, chúng ta thấy được rằng bát của nó thể hiện rất là uy lực, với tiếng bát của nó đánh nghe đã hết hai cái lỗ tai. Phần trung âm cũng như là tiếng nhạc cụ và lời ca sĩ, anh em thấy rằng với những bản nhạc tiết tấu nhanh thì nó thể hiện cũng vẫn thấy được sự rất là ngọt ngào. Ngoài ra thì những dòng nhạc ví dụ như là bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình thì đây là một trong những cặp loa nó đã rất là nổi tiếng với độ nhạy cao tới ngưỡng 98 dB cho cặp loa khủng long của hãng Pioneer này. Và trong phân khúc tiền tầm trung ở ngưỡng chưa tới 20 triệu đồng, anh em quan tâm thì có thể can cho tôi theo số điện thoại trên kênh YouTube hoặc là trên Facebook của Toàn Vũ Audio Nam Định, cũng như là kênh YouTube Toàn Điện Máy Vũ Nam Định, và tôi sẽ có một mức giá ưu đãi cho những anh em đã quan tâm, ủng hộ, theo dõi và đăng ký kênh nhiệt tình nhất. Một lần nữa rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em Audio trên toàn quốc.